em thiếu nhi thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi tuần này sẽ giới thiệu đến các em một gương mặt rất nổi bật, đó là bạn Ban Mai, đạt huy chương bạc cuộc thi Thắp Sáng Ước Mơ khu vực phía Nam và cũng là một giọng ca rất triển vọng trong phong trào văn nghệ thiếu nhi của thành phố. Mở đầu chương trình, các em cùng thưởng thức ca khúc Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nam qua giọng hát trong trẻo của bạn Ban Mai nhé. Ban Mai đang là học sinh lớp 3 của trường tiểu học Trần Nhân Tông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ngoài việc học văn hóa trên trường, Ban Mai còn có niềm đam mê cháy bỏng với ca hát. Và để hiểu hơn về cô bạn nhỏ tài năng này, mời các em cùng xem đoạn clip ngắn sau đây. Công tác thứ 3 này cao đầu tiên là Mùa xuân là gì thưa mẹ? 2, 3 Mùa xuân là gì thưa mẹ? Mà sao hoa tràn có tiếng pháo mừng đầu năm. Rồi, câu hát lại câu 2. Mùa xuân nhà nhà xuân vầy. 2, 3 Mùa xuân nhà nhà xuân vầy, đèn viên hôn cầu bão phúc, lộc xuân thơm ngào người chú. Có bố lì xì đâu la. Đúng rồi, qua đoạn điệp khúc nè. Ca hát là năng khiếu và cũng là niềm đam mê của bạn Ban Mai. Hàng ngày sau những giờ học văn hóa, Ban Mai lại cùng ba luyện tập ca hát. Không ngần ngại trước những bài hát mới hay những bài hát khó, Ban Mai đều tập luyện hết mình với sự hướng dẫn của ba là nhạc sĩ Thái Phú. Bộc lộ khả năng thanh nhạc từ khi còn nhỏ, với Ban Mai, ca hát không chỉ là một bộ môn năng khiếu mà còn là một niềm vui, một sở thích không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Chào xuân mới rộn ràng câu hát, câu năm mới bình yên không ngờ. Từ nhỏ con đã rất đam mê ca nhạc. Sau này con muốn trở thành ca sĩ để hát cho mọi người nghe và đặc biệt là đi diễn những chương trình từ thiện rất ý nghĩa.
Mà thi ở trường được đi biểu diễn và thi đấu ở rất nhiều nơi, Ban Mai đã có những thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Giải A, Em Hát Cùng Mùa Xuân, Tỏa Sáng Tài Năng Quận Cẩm Lệ năm 2014, huy chương bạc Thắp Sáng Ước Mơ Khu Vực Phía Nam năm 2015, giải A Em Hát Cùng Mùa Xuân thành phố Đà Nẵng năm 2016. Ban Mai là niềm tự hào của ba mẹ, những người đã định hướng và dìu dắt Ban Mai theo nghệ thuật ca hát. Thực ra thì bé Ban Mai ngay từ nhỏ khi mà theo bố mẹ làm những cái chương trình từ thiện thì đã cũng từ từ bộc lộ những cái năng khiếu của mình. Và khi mà chập chững vào mẫu giáo cũng như là vào lớp 1 thì thường xuyên được tham gia những cái chương trình của trường. Và cũng từ đó thì là bé cũng dần dần định hình cho mình một cái chất giọng rất là riêng. Nếu mà thực sự mà Ban Mai có cái năng khiếu khi mà đã dần bước vào cái tuổi trưởng thành thì bố mẹ sẽ định hướng tốt hơn cho bé. Vừa song song với việc học tập sẽ tạo điều kiện cho bé tham gia, thứ nhất là học động sở hữu, thứ hai là tham gia rèn luyện thêm năng khiếu để từ đó nó phát huy được khả năng của cháu hơn. Đi biểu diễn văn nghệ và có những giải thưởng cao từ khi còn nhỏ, nhưng Ban Mai vẫn không tự cao hay nghĩ mình là ngôi sao. Cô bạn nhỏ vẫn rất hồn nhiên, vẫn chăm chỉ học tập văn hóa, giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền tại trường tiểu học Trần Nhân Tông. Đặc biệt, Ban Mai được ba mẹ cho tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, hát cho bệnh nhân nghèo, hát cho cộng đồng. Điều đó giúp nuôi dưỡng tâm hồn và hướng Ban Mai biết chia sẻ và yêu thương mọi người. Hy vọng với những định hướng đúng đắn đó, tiếng hát trong trẻo của cô bạn nhỏ này sẽ tiếp tục vang xa và ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai. Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Bé Đón Tết Sang qua tiếng hát của bạn Ban Mai. Chương trình Văn Nghệ Thiếu Nhi tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong chương trình tiếp theo.